đóng ngay anh em ơi. Đóng ngay anh em ơi. Ôi, đóng ngay hàng to anh em ơi. Ôi, ôi, cái bự cũng được anh em ơi. Ôi, ui, cái này to anh em ơi. Vâng, hello, xin chào nắm cho anh em quay trở lại Phương Thảo Fishing nhé. Hôm nay em tìm được một điểm mới rất là đẹp các bạn. Và đây đã có một ba đang ngồi rồi. Cũng đánh nục độc cần anh em nhé. Đây, mình ngắm phao đẹp không? Khung cảnh đây nó cực kỳ đẹp các bạn. Rộng bát ngàn luôn. À, các bạn nhìn ngồi chỗ này nó râm mát. Ngắm phao tuyệt vời luôn đấy. À, bây giờ chắc là em sẽ di chuyển đồ của em ra mạn góc đằng đây là chỗ kia anh em nhé, đánh ngay đoạn đầu ấy. Ôi trời, ngoài đấy đã ông đánh khá này. Chào ông nhá. Ông ơi, làm gì ông? Đấy, phong cảnh tuyệt vời quá. Đây ông đang đánh lưới à? Xuống. Wow, quá vẹt, chìm cả phao luôn. Lỡ xuống này. Ok, này chỗ này để bóng mồi đi. Đấy, em đánh nó ngay ở cái chân bèo kia, thì ra là định vị ổ nó rất là dễ các bạn. Đấy, phần số 3 liền ạ. Mắc, chưa điểm mắc ra bèo. À, cái này là gọi là ná hoa súng. Mồi cục đầu tiên cho nó hơi to to tí cho nó may mắn. Tuyệt vời. Ôi, ngắm phao chỗ này đẹp thật các bạn. Ui giời ơi các bạn ơi. Quả đè đẹp như trong tranh, đóng thẳng mà cái con mại mương. Có con này mà sao nó đè phao gớm nhỉ. Gọt thấy ác chưa? Sợ thật đấy. Cái này mà nó đè chìm cả phao, kinh tởm. Bé tí mà đè được vào phao nhỉ. Phao 20 ẩn hoi. Phao 20. Đóng ngay anh em ơi. Đóng ngay anh em ơi. Ôi, hàng to anh em ơi. Ui, ui, cái bự cũng được anh em ơi. Ui, ui, cái này to anh em ơi. Phê 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 quá ơi. Wow. 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 Ui, to lắm anh em ơi. Wow, wow. Me anh em ơi. Me cũ. Bự. Wow. Bự luôn anh em ơi. Ý, đóng con mè bác ơi. Đẹp chưa? Đóng thẳng người chạy đâu. Đây có chạy vào mắt. Mè anh em ạ. Vít phê thật. Đóng thẳng người chạy vào đâu. Con này to đấy. Wow. Chú đúng tốt rồi anh em.
tuyệt vời. Oh, tuyệt vời luôn anh em, con này nó thích phê thật. Dậy thế mới sướng. Vào vào vào. Ok anh em ơi, đẹp của nó đấy các bác ạ. Thảo luôn đấy nhá. Một kéo phê thật. Con đầu tiên. Wow, được con phê như con tê tê các bạn ạ. Nó kéo view 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 nào tận ngoài này. Đánh thế này nó mới đã các bác ạ. Sướng đấy. Phải nói đã thật các bác ạ. Nữa đâu nha. Kinh. Này hôm nay em đánh hẳn dù to luôn các bác này. Thôi nhựa đánh sợ chứ. Tạ màn à. Và tí quay thành quả anh em xem sau nhé. Đã quá. Ý xà chẳng. Này rọ 60 vành 60 nó to. Con này dễ sống. Đấy. Tuyệt vời đấy anh em ạ. Đóng rồi anh em ơi. Đóng rồi, con này to anh em ơi. Đóng rồi anh em ơi. Đóng rồi, con này to anh em ơi. Ai trời. Ui, một chú chim nhỏ nhỏ quá. Ui, một chú chim. Ôi, được một chú chim nhỏ nhỏ anh em ạ. Trời mưa nó đè quả đẹp quá, hồng tươi nhỉ. Kéo cũng đã đấy. Nhưng mà thôi những cái chú nhỏ nhỏ này thả. Màn bao nhiêu mồi của em các bác này. Người tròn trinh. Đó, thôi thả cho anh em ấy. Tuyệt vời.
Đây rồi anh em ơi. Chấm. Chấm chấm anh em ơi. Đấy, đấy, đấy. Đẹp 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 đẹp. Đây mải mải nhòm kia thì cá cắn anh em ạ. Nghĩ là phải thế này chứ. Phê phê đấy. Bò bằng chết luôn các bác ạ. Rồi. Đóng vào mồm này thì wow, con này khỏe, con này khỏe anh em ạ. Cũng to đấy. Phê 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 phê. Phê phê các bác ơi. Ở đóng mấy nữa rồi cho vào vào luôn này. Mấy nữa này không thoát được. Đừng có chấm cỏ to quá các bác ạ. Anh em tôi giờ chuẩn bị cho này bò nướng luôn các bác nhá. Tiếng có đồ ăn trưa phê quá anh em ạ. Đang thì đói. Đây các bác ở đây có chỗ đẹp chưa? Đấy ông anh đang căng bạc đây và nướng chỗ này anh em ạ. Đó, ngoài trời giờ đang mưa rất là to luôn. Đồ nghề vẫn đầy. Cá giờ cắn cũng kệ đi. Giờ tập trung vào nướng ạ. Anh em tôi đang chế cái chỗ để nướng cá các bác ạ. Này đều anh mang được cả vỉ đi, rất là tiện. Đấy, vừa nít là một con chấm cỏ. Chết này. Không bị chết đâu. Ui, đặt con này lên nướng phê cho anh em ơi. Đây, con này nhìn này, phê không? Con này chắc nó cũng rơi khoảng 3 cân hơn 3 cân tị. Mà kéo đã lắm. Để cái chỗ đây nó có một cái bãi rất là sướng các bác ạ. Cây cối nó tùm luôn. Đây là anh em tôi đang đi nhờ trong cái bờ đầm của người ta các bác ạ. Không phải là bên ngoài. Đấy, bên ngoài sông kia. Phê à. Bãi đẹp. Đấy, vị trí em ngồi, ô vẫn cắm được các bác ạ. Nướng từ từ các bạn, tầm này cũng trưa này. Thùng đựng cá này các bạn này, kho tàng vũ khí của anh em tôi. Đây, đây. Bia đâu? Bia và đá các bạn. Đang nóng và khát làm nóng bia cho nó mát ạ. Anh ạ, mời các bạn uống bia với anh em tôi nhá. Phê quá. Khát nước các bạn. Điểm đẹp thật. Đây, anh em tôi đang pha nước chấm các bạn ạ. Toàn chanh mớt đây. Với nó phải được rỡ thế này. Cá sắp chín rồi. Rất là may ở trong đây anh em tôi ngồi cây cối nó tùm quá ạ. Không cần cắm ô luôn. Rất là dâm mát. Nên đây ở đây nó cạnh luôn một cái bờ đầm. Đây, bia đây. Cá nướng phải đi với bia. Vâng. Bia này uống là tí về đúng cái lúc 5 giờ, về lệch giờ nữa. Dễ rụng lắm. Đi chụp cận đeo khẩu trang vào. Đây, anh em tôi vừa làm một cái bàn để tí để cá ăn các bạn này. Đẹp luôn. Đang chờ nó chín em. Tầm này hơn 12 giờ anh em rất là đói mà chờ cá chín. Gần trong 2, lúc gần 2 giờ rồi em ạ. Gần 2 giờ rồi anh. Thớ 12 giờ rồi. Đây, vui gần 2 giờ anh ạ. Đi từ sáng ra. Cũng phải nòng bia đợi cá chín rồi.
tuy nó có mệt có vất vả nhưng mà rất là vui. Nào, anh em uống phát nào. Mời mọi người nhá. Mời mọi người uống bia anh em tôi nhá. Ôi da. Ok. Đây. Ui, rón rén ngoại dạ lên. Rồi. Cá chín này các bác ạ. Trắng phau thịt kiểu ngon. Ngon nhỉ? Ngon chưa? Sụp lên. Bốc 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 tay luôn. Ở đây là anh mời cả nhà nhá. Mời cả nhà ăn cám anh em tôi nhá. Cá nướng chín ngon quá các bác này. Ăn thôi, thịt dai nó quá. Này nó thành thớ luôn đấy nhỉ. Ăn nóng này mới sướng. Ui, các bác nhìn miếng thịt nó trắng kìa. Dài lắm. Thịt cá sông nó là thế này nhỉ. Dài lắm. Ngon. Quá phê quá. Ngọt thật. Ngọt thịt. Ăn cá nướng nó khác bọt. Bắt chưa à? Cá ngon này, ăn thịt nó ngọt thịt. Đây. Đấy. Ăn thịt nó ra thứ luôn đấy. Vâng anh. No lắm. Đấy. Để đỡ nó hơn. No lắm, đỡ mà đỡ. Ngon lắm các bạn. Thịt nó toàn thành thớ rồi. Sặc đấy. Ơt à, nhìn cho sắp đấy. Ngon thật. Ngon đấy. Nào bắt được ít cá chép. Nằm quả cá chép. Chân quả cá chép rồi. Anh em uống bắt này. Cân phải nam đấy. Mời cả nhà nhá. Cả nhà nhá. Quá ạ. Ngon đấy. Thịt cá nướng ăn ngon thật. Anh em mình nướng này là nó vẫn chưa được khô cá. Không, ăn ngày nó ngọt. Ăn ngày nó ngọt. Như này. Ăn này nó ướt.